Vâng thưa quý vị, chúng ta đang bước qua phần thứ hai của chương trình Cà phê ngày mới và như thường lệ bây giờ trong khung giờ 7 giờ chúng tôi sẽ được điểm qua những thông tin nổi bật trên báo chí ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên hầu khắp các báo số ra ngày hôm nay đều đề cập đến những diễn biến phức tạp của Covid-19, đặc biệt là sự nỗ lực của chính phủ của các cấp các ngành toàn thể nhân dân trước quyết tâm để lùi dịch Covid-19. Ngoài ra, còn có rất nhiều những thông tin hữu ích khác chúng tôi sẽ được tổng hợp và gửi đến quý vị. Đầu tiên, đó chính là trên báo Thanh niên ở trang 24, bài viết với dòng gian đề hy vọng mới từ vaccine Covid-19 dạng uống. Vaccine COVID-19 dạng uống sẽ tiếp thêm nhiều người, giúp thêm nhiều người trên thế giới được chủng ngừa COVID-19 và từ đó thì cũng sẽ góp phần đẩy lùi dịch bệnh nhanh hơn. Và chắc hẳn đây là thông tin khiến cho rất nhiều người quan tâm lúc này, nhất là khi mà trong bối cảnh vaccine đang khan hiếm. Hy vọng mới từ vaccine COVID-19 dạng viên uống là bài viết được đăng tải trên báo Thanh Niên, rất đáng chú ý và điểm qua. Tập đoàn Oramed Pharmaceutical của Israel đã vừa thông báo công ty con của tập đoàn này là Oravas Medical đang chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 dạng uống đầu tiên trên thế giới. Cuộc thử nghiệm đã được hội đồng y khoa ở Eilat thông qua và đang chờ Bộ Y tế nước này cấp phép trong vài tuần tới. Đây là thành quả nghiên cứu sau nhiều tháng của Oravas. Loại vaccine này được tạo ra dựa trên công nghệ truyền protein qua đường uống BOD của Oramed và công nghệ vaccine của Bremas. Hiệu quả của loại vaccine trên đang được đánh giá trong nghiên cứu tiền lâm sàng. Theo kết quả của một thử nghiệm thí điểm trên động vật, Viện Vaccine đã kích thích sự phát triển của các kháng thể imoglobin G và imoglobin A. Và theo đó, thì vaccine dạng uống của Oravax đã tác động vào 3 protein cấu trúc của SARS-CoV-2, thay vì chỉ protein gai như vaccine của Moderna hay là Pfizer BioNTech phát triển. Do đó, loại vaccine uống này được dự đoán có khả năng chống lại biến thể COVID-19 cao hơn nhiều. Các chuyên gia y tế cũng khẳng định nếu vaccine dạng uống có tác dụng, đây sẽ là cuộc cách mạng cho thế giới. Vaccine Coravax chỉ cần giữ lạnh bình thường và thậm chí có thể bảo quản ở nhiệt độ thường, giúp việc phân phối khắp thế giới trở nên dễ dàng hơn. Vâng thưa quý vị, những ngày qua khi mà tình hình đại dịch COVID-19 trên toàn nước ta đã diễn biến phức tạp hơn thì với việc là tất cả các thành phố có rất nhiều những nơi mà phải thực hiện chỉ thị 16, 17 của Ủy ban nhân dân thành phố cũng như là của chính phủ thì đã có rất nhiều người chúng ta phải làm việc ở nhà 24 trên 24 và có một khoảng thời gian giãn cách cũng khá là dài với những công việc nhưng phải thực hiện ở nhà. Và cũng có rất nhiều những trang báo đã thông tin cũng như là đã gợi ý cho quý vị khán giả rất nhiều những cách để chúng ta có thể cải thiện cũng như là giúp cho có trình giãn cách của chúng ta không bị buồn chán và có nhiều thói quen tốt hơn. cụ thể thì ví dụ như là trên báo pháp luật Việt Nam số ra sáng ngày hôm nay cũng có một bài viết khá là thú vị. Phương Thủy xin được phép trích đọc ngay sau đây. Từ trước đến nay thì mọi người luôn được khuyến khích tập thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật và để cho dáng đẹp vân vân. Nhất là vào thời điểm hiện tại, thể dục thể thao lại càng đóng vai trò to lớn trong việc ngăn ngừa dịch bệnh. Nếu như trước dịch mọi người thường hay đến các trung tâm thể dục thể thao hay phòng tập gym thì giờ đây nhiều người đã chuyển sang tập thể dục ngay tại nhà, vừa đảm bảo an toàn mà vừa khỏe mạnh. Không chỉ có tập thể dục mới đem lại sức khỏe, việc ăn uống lành mạnh cũng đóng vai trò rất quan trọng trong mùa dịch này cũng như vậy. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, để tăng cường hệ thống miễn dịch là cách để phòng ngừa COVID-19. Để làm được điều đó, cần có một chế độ ăn uống lành mạnh, bao gồm tiêu thụ các loại rau, trái cây, đậu, ngũ cốc, v.v. giàu dinh dưỡng. Và một trong những việc sáng suốt và đúng đắn nhất mà bạn có thể đưa ra cho mình chính là nỗ lực phát triển bản thân không ngừng. Dẫu biết rằng dù giãn cách xã hội nhưng có rất nhiều người vẫn làm việc tại nhà và vẫn bù đầu trong công việc. Nhưng bây giờ thay vì nửa ngày làm việc ở ngoài thì bạn đã có 24 giờ ở nhà như vậy thì thời gian dành của bạn cũng sẽ nhiều hơn do vậy đây là lúc vô cùng thích hợp để phát triển bản thân mình bởi khi mà càng dành nhiều thời gian cho bản thân thì sẽ càng hiểu bản thân của mình muốn gì hơn nếu như bạn không biết mình muốn gì thì trước mắt hãy cứ tập thói quen đọc sách mỗi ngày thay vì sử dụng điện thoại vào lúc rảnh rỗi thì hãy thử cầm một cuốn sách và đọc đó là ba gợi ý thói quen tốt bạn nên thử trong một vài thời gian giãn cách xã hội. Có thể sẽ không thấy được lợi ích trong ngày 1, ngày 2, nhưng tin chắc rằng những gì chúng ta mang lại sẽ khiến cho các bạn phải cân nhắc và thực hiện. Vâng thưa quý vị, tiếp theo là một thông tin tại nghị trường quốc hội đang được dư luận quan tâm đó chính là việc dự án đầu tư công đội vốn chậm tiến độ gây lãng phí lớn nguyên nhân chính được cho là do khâu yếu kém trong việc tổ chức thực hiện chậm tiến độ giải phóng mặt bằng chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư theo đó thì ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội đề nghị chính phủ cần phải khắc phục tình trạng nhiều dự án quan trọng quốc gia các dự án trọng điểm chậm tiến độ một số công trình thì phải điều chỉnh tổng mức đầu tư quá lớn nhiều trường hợp bố trí vốn không đúng tiến độ nhiều dự án chưa đủ thủ tục theo đúng quy định của luật đầu tư công Bên cạnh đó, việc chậm giải ngân vốn đầu tư công cũng gây ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế hiện nay. Tăng trưởng vì vốn là một yếu tố cơ bản, nó sẽ kéo lùi nguồn vốn đối lưu khác, làm giảm quy tính của quốc gia. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng có tiền mà không tiêu được rất nguy hiểm vì chúng ta vẫn phải trả lãi vay, trong khi việc làm giảm đi chi phí tăng lên. Do đó, Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị chính phủ cần có một giải pháp quyết liệt hơn để khắc phục trong thời gian tới. Trả lời về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng thừa nhận các dự án đầu tư công bị chia nhỏ manh mún còn tình trạng kéo dài đội vốn chậm tiến độ thì gây lãng phí, hao hụt nguồn lực của đất nước. Thủ tướng cho biết sẽ đà soát các dự án đầu tư đổi mới trong việc chỉ đạo lãnh đạo, kiểm soát tiến độ công trình sẽ là giải pháp để cải tiến được vấn đề chậm trễ trong đầu tư công. Thưa quý vị, với Nghị định 70-2021 NDCP, của Bộ Thông tin và Truyền thông thì chính thức trở thành đầu mối quản lý các hoạt động quảng cáo trực tuyến, trong đó có quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới. Theo đó thì tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh à, dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam sẽ phải thông báo thông tin liên hệ bằng phương thức trực tiếp hoặc qua đường biêu chính, phương tiện điện tử với Bộ Thông tin và Truyền thông 15 ngày trước khi mà kinh doanh dịch vụ này. Và nghị định này cũng đang thu hút được sự chú ý của tất cả người dân cũng như là các doanh nghiệp. Thông tin về bài viết đã được đăng tải trên báo Người Lao động số ra sáng nay với nhan đề Siết quảng cáo xuyên biên giới là không dễ xin mời quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi. Nhiều chuyên gia nhận nhiều chuyên gia đã nhận xét rằng Nghị định 70 2021 nđcp đã quy định rõ ràng hơn về tính trách nhiệm trong xử lý vi phạm đối với quảng cáo trên nền tảng xuyên biên giới. Điều này cũng cho thấy nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc kiểm soát, loại bỏ quảng cáo bẩn, quảng cáo ảnh hưởng đến trẻ em, ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục chủ quyền quốc gia trên các nền tảng này. Việc cài đặt chế độ chạy quảng cáo tự động trên các nền tảng khiến việc kiểm soát không dễ dàng. Nhiều nền tảng không có bộ lọc nội dung dẫn đến quảng cáo phản cảm tràn lan. Việc có thêm quy định kiểm soát nội dung quảng cáo là cần thiết việc đưa về bộ thông tin và truyền thông làm đầu mối quản lý có thể giúp tăng hiệu quả thực thi quy định tạo sự thống nhất đồng bộ cao hơn Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng nghị định chưa đưa ra được quy định thật sự mới và mạnh mẽ trong việc siết quảng cáo trên nền tảng xuyên biên giới. Hoạt động này đang chiếm đến 82% thị phần quảng cáo tại Việt Nam. Một luật sư về thuế phân tích trong hoạt động quảng cáo xuyên biên giới, đa phần công ty sở hữu nền tảng từ nước ngoài sẽ ký hợp đồng và ủy quyền cho đại lý quảng cáo của Việt Nam. Khi đó chỉ đại lý Việt Nam phát sinh thu nhập từ hoạt động quảng cáo và nhà nước thu được thuế từ đây. Còn nguồn thu từ big tech nước ngoài thì cơ quan thuế của Việt Nam không thể quản lý. Như vậy quy định kê khai thu thuế với hoạt động quảng cáo xuyên biên giới hiện nay mới chỉ dừng lại ở việc nắm người có tóc là công ty quảng cáo trong nước. Chưa kể không loại trừ khả năng đại lý quảng cáo trong nước sẽ tìm cách lách luật để trốn khoản thuế này, ví dụ như là thanh toán qua các phương tiện nằm ngoài hệ thống ngân hàng Việt Nam. Và thông tin cụ thể về bài viết quý vị khán giả có thể theo dõi trên báo Người lao động trang số 11. Liên quan đến câu chuyện giá cả thị trường thì ngày hôm nay báo chí cũng đang đề cập đến một mặt hàng đang được bình ổn giá đó chính là mặt hàng thịt heo tư chỗ là vấn đề bình ổn giá ở trong nước và gặp cảnh khó bán thì mới đây thịt đông lạnh nhập khẩu đang được tiêu thụ mạnh kể từ khi dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát dẫn đến là thịt heo nội địa lại gặp khó về mặt đầu ra do các chợ đầu mối hiện nay đóng cửa và thương lái thì đang bị cách ly. Đề cập đến vấn đề này trên báo tuổi trẻ đang ngày hôm nay có bài viết thịt nhập được mùa heo nội gặp khó. Theo tìm hiểu của các phóng viên nhằm tận dụng cơ hội thị trường khi thị trường thịt heo tươi gặp khó khăn trong khâu vận chuyển, các nhà nhập khẩu thịt đã triển khai mạnh kênh online tiếp cận nhanh với người tiêu dùng. Sức mua thị trường này tốt ngoài mong đợi của nhà kinh doanh khi chỉ trước đó vài tháng thịt đông lạnh tồn kho ước tính lên đến cả trăm tấn. Từ cảnh phải gánh chi phí buộc bán rẻ để cắt lỗ, giá thịt nhập khẩu hiện tăng hơn so với trước từ 30 đến 40 ngàn đồng một ký. Còn đối với heo nội, những ngày gần đây thị trường heo hơi tại Đồng Nai giá mua heo tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ từ 54 đến 55 000 đồng một ký. Tại các công ty chăn nuôi lớn khoảng 57 000 đồng một ký. Với mức giá này, những hộ nuôi nhỏ lẻ mua heo giống tại thời điểm giá cao đang cầm chắc bị thua lỗ nặng, nhất là trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi thời gian qua liên tục tăng phi mã. Nhiều chủ trang trại cho biết nguồn cung thịt heo trên địa bàn hiện nay rất lớn, nhưng do các chợ truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đều đóng cửa, chưa kể nhiều thương lái bị nhiễm hay nghi nhiễm Covid-19 đang được cách ly theo họ rào cản lớn nhất hiện nay là các khu vực cách ly khu vực phong tỏa trên địa bàn nhân viên được thông báo là lò mổ làm việc phải ở lại luôn tại đây và không được ra ngoài do đó để khuyến khích nhân viên tiếp tục đi làm nhiều chủ trang trại heo nuôi phải trả lương gấp đôi trước đây đồng thời phải bố trí chỗ ăn ở cho nhân viên khiến chi phí đội lên khá nhiều Thưa quý vị, dịch Covid-19 cũng đã có rất nhiều những tác động tiêu cực tới ngành công nghiệp không khói, chính là ngành du lịch. Và không chỉ có vậy, ở Sapa, một nơi được coi là một điểm du lịch rất hot và cũng đã thu hút rất nhiều khách du lịch, thì hiện nay còn trải qua thêm những tác động tiêu cực khác từ thiên tai. Và những ngày vừa qua, thì hình ảnh một trận lũ đi qua đã quét sạch không gian của vùng Trấn Cổ, được mệnh danh là đẹp nhất tại Sapa, đã làm cho mọi người không khỏi bất ngờ và xót xa. Khó khăn thì trồng chất khó khăn, những người dân của vùng này lại thêm nỗi lo về mùa thiên tai ngay giữa lúc mà du lịch vẫn còn chật vật với làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư. Và đề cập tới câu chuyện này thì trên trang báo Pháp luật Việt Nam số ra sáng ngày hôm nay cũng có một bài viết với nhan đề Thương về cắt cát và niềm hy vọng về sự hồi sinh của Trấn Cổ. Phương Thúy xin được phép trích đọc với quý vị khán giả. Theo đó thì trận mưa lớn diễn ra những ngày giữa tháng 7 đã khiến bản Cát Cát ngưng động hết tất cả các dịch vụ đón khách. Theo thông tin, mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ đã khiến nhiều nơi ở Lào Cai xảy ra tình trạng ngập úng. Riêng tại bản Cát Cát, những công trình phục vụ du lịch bị hư hại nặng nề. Cùng với thiên tai, người làm du lịch vùng cũng chật vật với khó khăn trong mùa dịch. Từng là một trong những địa điểm gây bão mạng mỗi mùa du lịch, bản Cát Cát hiện nay đều hưu và ảm đạm trong bối cảnh chung. Dịch Covid-19 xuất hiện từ đầu năm 2020 kéo dài cho đến nay, khiến cho hoạt động kinh doanh của du lịch luôn trong tình trạng cầm chừng và gần như mất hẳn nguồn khách nước ngoài vốn, chiếm tới khoảng 80% lượng khách trước đây. Trong khi đó, thì hoạt động đón khách nội địa không ổn định, tình trạng hoãn hủy liên tục xảy ra do tình hình dịch tại địa tại thị trường Hà Nội đã phức tạp trở lên. Theo thống kê của ngành chức năng, thì trên địa bàn tỉnh Lào Cai, có khoảng 15 đến 20% cơ sở lưu trú dừng hoạt động. Các cơ sở lưu trú còn lại đã có số chỉ có khách trong những dịp cuối tuần hay là lễ và Tết. Kéo theo đó là hơn 3.000 lao động trong lĩnh vực du lịch bị mất việc hoặc là phải tạm nghỉ việc. Theo đó thì số người xin nhận trợ cấp thất nghiệp tại Lào Cai tăng đến mức báo động khó khăn đã chồng chất khó khăn, nhưng bi quan đã chẳng phải là tâm trạng của người dân nào ở Lào Cai. Bởi có năm nào mà không có thiên tai, có năm nào mà không có lũ ống sạt lở ở vùng núi này. Giữa ngổn ngang thiệt hại, cộng đồng du lịch đã động viên nhau nhanh chóng khắc phục thiệt hại sau lũ bằng nhiều hình thức nhằm đưa khách du lịch trở lại với bản cát cát trong thời gian sớm nhất. Và trong phần cuối của tiết mục điểm báo ngày hôm nay, chúng tôi xin được điểm qua một thông tin nổi bật về giáo dục được đăng tải trên báo Người Lao Động. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì chậm nhất là vào ngày 26 tháng 7 tới đây, các sở giáo dục và đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vậy chúng ta cần chuẩn bị gì khi biết điểm tốt nghiệp trung học phổ thông và thay đổi nguyện vọng? Chắc chắn câu hỏi này đang được rất nhiều các bậc phụ huynh và các thí sinh của chúng ta quan tâm. Để trả lời cho câu hỏi này thì bài viết trên báo Người Lao Động sáng nay quý vị nên điểm qua và tham khảo ở trang số 14. À, bài viết này cho biết các chuyên gia giáo dục đã lưu ý các thí sinh khi mà biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của mình rồi thì cần phải nhanh chóng nghiên cứu những trường đại học mà mình muốn, nghiên cứu cho thật kỹ về mức học phí, về điều kiện nhập học, cơ sở vật chất, thương hiệu của ngành mà mình muốn chọn. Sau khi nghiên cứu xong hãy liệt kê ra khoảng từ 3 đến 4 ngành ở các trường đại học mà mình thích hợp nhất để lựa chọn khi các trường này cho thay đổi nguyện vọng. Thí sinh cần lưu ý khi chọn ngành nên chọn những ngành gần nhau, tương tự nhau thì mới học được. Chọn các ngành quá xa nhau thì rất có học tập như thí sinh chọn ngành công nghệ thực phẩm và kế toán thì khác biệt nhau quá nên không thể học được Thí sinh nên chọn khoảng 5 đến 7 trường đại học để nghiên cứu thay đổi nguyện vọng, sau đó thì chọn lại khoảng 2 đến 3 trường đại học để đổi nguyện vọng khi các trường đó đã công bố điểm sàn xét tuyển. Và theo tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo trường đọc công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, khi biết điểm một số việc thí sinh cần lưu ý đó chính là đối với các em đã trúng tuyển bằng phương thức khác, ngoài phương thức điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà ngành trường trúng tuyển đúng với giới nguyện vọng thì chuẩn bị các thủ tục cần thiết và đợi giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời phiếu điểm thi để tiến hành làm thủ tục nhập học với các em còn phân dân giữa việc nhập học bằng các phương thức khác hay đợi xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì cần gọi điện về các trường để nhờ tư vấn về khả năng trúng tuyển với điểm số mình có được vào các ngành mà các em yêu thích nhất song song đó nếu cần điều chỉnh thông tin xét tuyển thì đợi mốc thời gian tiến hành với các thí sinh chỉ xét bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông cần lưu ý điều chỉnh thông tin thứ tự nguyện vọng bổ sung nếu cần thiết để có kết quả trúng tuyển vào ngành trường mà mình yêu thích nhất vâng đó là những thông tin cũng như là những trang báo hot nhất trong buổi sáng ngày hôm nay mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị khán giả trong buổi sáng chủ nhật cuối tuần này